Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em đi khám phá một mẫu màn hình đến từ thương hiệu Samsung, có máy hiệu đó chính là UZ59. Nói về phiên bản này thì nó được ra mắt cách đây rất là lâu rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Samsung mới gửi cho mình phiên bản để có thể đánh giá cũng như làm video gửi đến cho anh em. Và khi mà mình tìm hiểu về thông tin về mẫu màn hình này thì có nhiều cái làm mình khá là băn khoăn cũng như là mình khá là hoang mang, đó chính là bởi việc nó được mang trong mình một chiếc màn hình với kích thước là 32 inch, độ phân giải 4K nhưng mà tấm nền của nó là VR, và nó lại được trang bị công nghệ AMD FreeSync nhưng mà tần số quét của nó chỉ dừng lại đó chính là 60Hz mà thôi. Vậy nên nó sẽ phục vụ với cái nhu cầu đó chính là chơi game hay là làm việc, thì lúc mà mình tìm hiểu mình khá là băn khoăn về vấn đề đó. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc ấy đến cho các bạn để xem mẫu màn hình này nó sẽ phục vụ với cái nhu cầu đó chính là chơi game hay là làm việc, thì mình sẽ cùng anh em làm rõ trong cái bài review đánh giá ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Về phần thiết kế thì nó sẽ được hoàn thiện từ phần mặt sau cho tới các phần cạnh viền được làm bằng chất liệu nhựa, nhưng mà nhựa làm đây đó chính là nhựa nhám chứ không phải là nhựa bóng. Vậy nên cái cảm giác khi mà mình nhìn vào thì nó hoàn toàn khá là sang trọng và đẹp mắt, nó không hề rẻ tiền một chút nào. Còn về phần chân đế thì nó sẽ được làm theo hình dạng chữ V, khá là giống với một số màn hình cao cấp đến từ hãng như là chiếc CSG90 hay là chiếc CG90. Và cái phần chân đế này nó sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại rất là chắc chắn. Tuy nhiên một điểm mà mình không thích ở cái phần chân đế đó chính là các bạn sẽ không thể nào thay đổi được các góc của mẫu màn hình này, như là các bạn có thể gập lên gập xuống, xoay trái xoay phải rồi xoay dọc hay xoay ngang nó, và các bạn sẽ phải căn chỉnh cái ghế ngồi của chúng ta làm sao phù hợp với mắt nhìn của chúng ta nhất. Vậy nên thì đây là một trong những điểm mà mình chưa được thích. Ngoài ra thì ở phần chân đế thì Samsung họ còn làm thêm một cái rãnh để giúp cho anh em có thể đi dây một cách gọn gàng hơn. Một trong những cái điểm tiếp theo mà mình chưa được thích ở trên chiếc màn hình UZ59 đó chính là chúng ta sẽ có bốn cái phần cạnh viền phải nói là cực kỳ thô và dày, nó không được mỏng và sexy như là một số màn hình đeo chúng ta có dòng đế ultra sharp hay là kể cả một số màn hình gaming trong thời gian gần đây được làm viền khá là mỏng. Tuy nhiên thì chiếc CG59 này thì được làm rất là thô và dày, và cái nơi dày nhất đó chính là cái phần cạnh đáy nơi đặt logo Samsung với dòng chữ màu trắng được in lên. Tuy nhiên thì một trong những điểm mà mình cực kỳ thích ở trên chiếc màn hình UZ59 đó chính là nó sẽ được trang bị cái công tác điều khiển joystick. Và cái việc chúng ta sử dụng joystick nó đã loại bỏ đi hoàn toàn cái hiện tượng gọi là bấm sai, bấm nhầm so với các phím bấm thông thường, đặc biệt là khi mà anh em sử dụng vào ban đêm. Và khi chúng ta sử dụng vào ban đêm với các phím bấm thông thường thì chúng ta sẽ phải mò mẫm từng nút chúng ta bấm, và đôi khi nó còn xảy ra cái hiện tượng gọi bấm nhầm, và joystick nó đã khắc phục được hoàn toàn điều đó. Vậy nên những chiếc màn hình nào được trang bị cái joystick là một trong những điểm mà mình cực kỳ thích. Ở trong setting của joystick ở trên chiếc màn hình CG59 thì chúng ta sẽ có 5 mục chính, đó chính là mục Picture, mục PIP, mục On-Screen Display, mục System và cuối cùng đó chính là mục Information. Đầu tiên với Picture thì các bạn có thể chỉnh được bitrate, rồi chúng ta chỉnh được contrast, rồi color, các thứ làm sao phù hợp với mắt nhìn của chúng ta nhất thì các bạn có thể điều chỉnh ở mục Picture này. Rồi đến mục PIP, mục On-Screen Display, rồi chúng ta sẽ có mục System. Đối với mục System thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái công nghệ như là AMD FreeSync này, rồi chúng ta có thể chỉnh được những cái như là Uptimer Plus, rồi PCIe Mode, các thứ. Và mình sẽ không nói quá nhiều ở cái mục menu này nữa, thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn làm sao để chúng ta có thể phù hợp nhất với những cái tính năng mà các bạn sử dụng hàng ngày. Vậy nên thì nếu như anh em sử dụng chiếc màn hình này thì các bạn có thể tùy chỉnh sau cũng được. Về các cổng kết nối bao gồm chúng ta sẽ có một cổng DisplayPort 1.2, hai cổng HDMI bao gồm là 2.0 và 1.4. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cổng cắm nguồn cũng như là một cổng audio out nữa. Về thông số phần cứng chi tiết, chúng ta sẽ có một chiếc màn hình phẳng với kích thước là 32 inch, độ phân giải 4K 60Hz, tỷ lệ khung hình là 16:9. Nó được sử dụng cái tấm nền VR và tốc độ phản hồi là 4ms. Còn về khả năng tái tạo lại màu sắc thì nó cover lại 99,1% dải màu sRGB, 87,6% dải màu Adobe RGB và mật độ điểm ảnh của nó đạt là 139 ppi. Mình có thử test qua một số tác vụ như là xem video YouTube thì thấy cái màu sắc của nó tái tạo lại khá là tốt. Có điều thì nó sẽ hơi bị ngả sang ám vàng một chút, đặc biệt là cái màu đen của nó được thể hiện rất là sâu, còn những cái màu sắc còn lại thì nó lên khá là tươi và đánh mắt. Nhìn chung thì đối với những tác vụ như là xem video YouTube hay là giải trí thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt ở trên chiếc màn hình UZ59 này, và đặc biệt là chúng ta xem một số những cái clip như là 4 phút hay là 9 phút thì nó lại càng nét hơn nữa. Sau khi chăm chú ngồi xem xong cái clip 9 phút thì mình có test thử qua chơi game, và như các bạn đã biết thì nó được trang bị cái công nghệ AMD FreeSync giúp giảm hiện tượng xé hình trong quá trình khi mà chúng ta chơi game. Thế nhưng mà tần số quét tối đa của nó đạt được chỉ là 60Hz, vậy nên với cái công nghệ AMD FreeSync ở trên cái tần số quét như thế này, theo mình thấy nó cũng chẳng để làm gì. Và cuối cùng để tổng kết lại về chiếc màn hình UZ59, cá nhân mình nhận thấy với 14 triệu đồng anh em bỏ ra thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình nó phục vụ tốt nhất với cái nhu cầu đối chính là giải trí như là xem video và làm một số những tác vụ khác. Còn để phục vụ với cái nhu cầu đối chính là chơi game hay là làm đồ họa một cách chuyên nghiệp thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được, bởi vì những cái thông số phần cứng bên trong không cho phép nó có thể làm được những điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể làm được những tác vụ như là chơi game hay là làm đồ họa ở cách gọi là cơ bản cho tới tầm trung mà thôi. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ tới cho anh em về chiếc màn hình UZ59 đến từ thương hiệu Samsung. Các bạn cảm thấy như thế nào về mẫu màn hình này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.